bún thịt chó đặc sản Cà Mau Nhậu. Đấy, hôm nay đưa anh em đến thưởng thức món bún thịt chó nha. Anh em xem bát bún thịt chó như nào thì cùng anh em vào trong khu bếp. Mai thì nó mưa, xong nó vào thứ bảy chủ nhật nữa. Trời phải mưa tí nhỉ. Đấy, bát này bát 40 đấy. Nhiều thịt lắm. Quá chưa thật. Thịt chó nhiều đạm. Canh. Vàng sọng luôn. Cái này là những cái thịt là thịt hấp đấy các bạn ạ. Thịt hấp đây là như kiểu là ba chỉ hấp mà nhỉ, vai ấy nhỉ. Đấy. Đây các bạn nhá, đây là suất bún chó 40 à? 40.000. Đây là bát, gọi là bát tổng hợp. Đây là một cái sáng ra cái thịt chó hấp, sau đó tí nữa còn lấy thêm cả đầy đủ các món ăn đấy. Còn từ dưới thì mình thấy đây là những miếng thịt chó hấp, có thể gọi đi, có cả dồi nữa, đi. Thêm bát nữa cho tao. 80 em ơi. Bao nhiêu anh? 80 20. Bây giờ sẽ làm cho mình thêm một bát nữa. Anh em thử thích. Đấy làm bát cho mấy hai bát. Anh ngồi luôn đi. Cho ngồi đây được. Ngồi đây. Đấy được. Hả? Đấy. Đây, em sẽ làm bát bún chó cá.
Bắt 40 đây anh em nhá. Đấy. À, xin cô Mỹ đấy, ít mắm tôm. Đấy, cái này chấm mắm tôm mới ngon. Chị ở đây này. Đây. Cô cho cháu xin ít mắm tôm. À đấy, cháu phải ăn thích ăn chấm rồi đấy mới ngon. À đây à? Đấy, đúng rồi. Mắm tôm chấm. Đấy. Ăn bún chó này phải chấm mắm tôm. Đấy, ở đấy xả nữa. Ít ớt. Đấy, cái đũa này kìa. Rất là sớm. Ừ. Đây. Đây các bạn đã thấy rồi. Đây là tô bún chó 40.000. Đấy. Chó 40.000 như này. Quá là nhiều thịt. Măng. Nhiều lúc mình ăn này 40.000 nhưng lúc mình ăn còn không hết ấy. Làm bát 40.000 đi. Ăn luôn đi. Rồi đây. Bạn nhìn rồi chó. Nói chung là một bát 40.000 này như anh ăn này là cái no. No ấy. Rồi chó thơm lắm. Thứ nhất là no, thứ hai là quá no ấy, phải no. Một bát đầy như này mà bản thân thật sự nhiều anh em mà ăn được thì nhìn nó đã ấy như đã thích ăn. Thích rồi. Ăn gọi là sướng. Nhưng mồm. Nói chung phải ăn được. Ăn phải sướng mồm bát này. Đấy, thịt hấp mạnh như thế. Rất là ngon. Chấm mắm tôm không? Em mà không khoái mắm tôm đúng không? Có ăn được ăn ít thôi, làm tí. Làm tí mắm tôm. Đây. Tí thôi. Làm miếng. Bát này là bát 40.000 các bạn nhé. Còn bát 30.000 thì như là không có cái gì. Hấp hay sao phải không? Đúng không? Không hấp không rồi. Muối giờ mặn thôi. 40.000 thì nó có thêm món hấp và món giờ mặn. À mình còn món rồi. Nói chung mọi thứ ở quán của cô đều ok. Ok. Các bạn nào thích các bạn có thể ghé lên địa chỉ 200 ở trên đường Mỹ Sơn để thưởng thức bún chó cùng. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.